Người đặc biệt Nguyễn Hoàng Bảo Châu tung ảnh Noel rực rỡ. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 và người đạt danh hiệu Người đặc biệt Nguyễn Hoàng Bảo Châu vừa tung bộ ảnh Noel rực rỡ khoe đường cong quyến rũ. Trong bộ ảnh đón Giáng sinh, Người đặc biệt Nguyễn Hoàng Bảo Châu đem nổi bật với những shot hình lộng lẫy. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73 cùng với số đo 3 vòng chuẩn, Bảo Châu càng trở nên hút hồn khi diện những chiếc đầm xẻ sâu, tôn được những đường cong quyến rũ và đôi chân dài miên man. Bên cạnh đó, cô cũng mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhõm, vui tươi khi diện váy trắng tinh khôi thánh thiện. Cùng gương mặt đẹp rạng ngời, hình ảnh của Bảo Châu gợi lên những điều ấm áp, trong trẻo, an lành trong mùa Giáng sinh. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ, cô tự hào về những gì mình đã đạt được trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Bởi đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn mang tầm vóc quốc gia. Hơn nữa, danh hiệu Người đẹp biển được trao cho thí sinh có số đo chuẩn, hình thể đẹp nhất nên cô rất vui. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2017, Bảo Châu từng đoạt danh hiệu Hoa khôi của trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hà Nội. Sau khi rời cuộc thi, Bảo Châu bước vào giảng đường đại học, trở thành cô sinh viên năm thứ nhất của Học viện Ngân hàng. Bên cạnh việc học, cô cũng nhận được lời mời tham gia các hoạt động showbiz. Cô được mời làm mẫu cho bộ sưu tập mới của các hãng thời trang nổi tiếng. Mới đây nhất, cô được mời làm giám khảo cuộc thi Miss Thanh Lịch của Học viện Ngân hàng và cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thành Đạt toàn cầu 2018. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Bảo Châu cũng cộng tác với Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam ở vai trò biên tập MC. Cô đang nỗ lực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để có thể tự tin xuất hiện trên sóng truyền hình trong tương lai gần. Thu Minh, chúc nhận là niềm tự hào to lớn của tôi. Tối 23 tháng 12, Thu Minh khoe giọng trong ca khúc nhạc Bolero tại buổi biểu diễn nhân dịp Giáng sinh với sự tham gia của các học trò Trúc Nhân, Ali Hoàng Rương và Minh Trị. Vào mỗi dịp Giáng sinh, Thu Minh thường tổ chức những đêm nhạc ấm cúng tại phòng trà để chia sẻ cảm xúc những ngày cuối năm cùng người hâm mộ. Trong đêm nhạc Giáng sinh năm nay, nữ ca khích mở màn với Bay, Đường Cong và bản mashup các ca khúc Nhớ Anh và Con Tim Vui Đã Trở Về 60 năm cuộc đời. Sau phần trình diễn sôi động, giọng ca 41 tuổi dẫn dắt đêm nhạc đến với phần 2 của chương trình. Ở phần này, cô hát những ca khúc do khán giả yêu cầu, các bạn hit từng làm nên tên tuổi của Thu Minh như Nhớ Anh, Ánh Sáng Của Đời Tôi, được thể hiện đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ cũng phô diễn chất giọng cao, khỏe trong I Will Always Love You, Yêu Mình Anh. Ngoài ra, nữ ca sĩ Đường Cong dành tặng riêng ca khúc Trên Đỉnh Mùa Đông cho một khán giả trung thành. Thu Minh cho biết, người này đã theo dõi và ủng hộ cô suốt 10 năm qua. Em ấy là người mà mỗi lần tôi có chuyện gì sẽ bất chấp tất cả để giành lại điều đúng cho tôi. Tình cảm này sẽ không dễ gì có được. Phần 3 của đêm nhạc là những ca khúc mang không khí ấm áp, rộn ràng, mừng mùa lễ hội Giáng sinh. Thu Minh còn gây bất ngờ cho khán giả khi ngẫu hứng thể hiện bản Bolero, Còn Thương Rau, Đắng Mọc Sau Hè. Trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ, cô không có ý định trình diễn dòng nhạc Bolero vì lo ngại khán giả không yêu thích chất giọng địa phương của mình. Thu Minh đã mời học trò thân thiết Trúc Nhân tham gia buổi biểu diễn. Huấn luyện viên The Voice còn giới thiệu nam ca sĩ là một trong những niềm tự hào to lớn của cô. Trúc Nhân mời huấn luyện viên Thu Minh cùng song ca bài hát Thật Bất Ngờ. Thu Minh cũng chia sẻ các học trò Ali Hoàng Dương và Minh Trị đang có định hướng âm nhạc khá tương đồng với cô. Trái lại, Trúc Nhân là người có gu nhạc và lạ và khác biệt. Tuy nhiên, cô khẳng định vẫn yêu mến cậu học trò, con đường âm nhạc riêng của cậu ấy. Ngay từ đầu
hai thầy trò cũng đã cùng nhau thống nhất: hôm nay tôi sẽ phá lệ hát thật bất ngờ với Nhân. Nữ ca sĩ nói. Ngoài Trúc Nhân, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Minh Trị và Ali Hoàng Dương. Cuối chương trình, dù đã gần 12 giờ đêm, bốn cô trò vẫn khá sung túc và hào hứng mang đến cho khán giả những liên khúc, những bản nhạc Giáng sinh sôi động. Bộ tứ còn ngẫu hứng thể hiện điệu nhảy vui do Thu Minh sáng tạo. Trúc Nhân hài hước gọi điệu nhảy này là vũ điệu cày bừa. Đêm nhạc khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc được truyền tải qua giọng hát của bốn cô trò cùng các ca khúc đa dạng. Vừa nhận tin bà xã mang thai lần hai trên đất Nhật Bản, anh trai ca sĩ Bảo Thi đã tiết lộ cả tên thật và giới tính của con. Sau nửa năm về chung một nhà, tháng 1 năm 2018, Bảo Trần và bà xã Hot Girl hạnh phúc đón con gái đầu lòng bé Hân Hân, tên ở nhà là Son. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, anh trai ca sĩ Bảo Thi lại gây chú ý khi úp mở về chuyện bà xã đang có tập 2. Cụ thể, đăng tải chụp siêu âm Bảo Trần lấp lửng, có lẽ nào? Dưới bài này, khi được mọi người tò mò, Bảo Trần chia sẻ rất mong vợ sớm sinh cho anh một quý tử. Trả lời với một số người khác, anh lại nói vì mong có thêm con quá nên chỉ đăng ảnh lên cho vui. Sau 2 tuần dậy sóng tin đồn làm bố lần 2, mới đây Bảo Trần chính thức thông báo Trang Phi La đang mang thai. Theo đó, chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào hôn vợ, anh đang hạnh phúc chia sẻ. Vừa đón nhận tin vui ngay trên nước Nhật, bác sĩ thông báo mẹ Đỗ Thị Thùy Trang đang mang thai, cao chiết của bà. Thế là Bảo Hân sắp có em trai rồi. Biết có Bảo Trang, em thứ hai, mọi người đã đồng loạt gửi lời chúc đến cặp đôi. Em chồng ca sĩ Bảo Thi cũng đang vui mừng gửi lời chúc. Thế là bé Son sắp có em trai. Chúc mừng hai anh chị Bảo Trần và Đỗ Thị Thùy Trang. Năm 2019, gia đình mình nhiều event quá. Dù là ông bố, ba mẹ bỉm sữa, nhưng Thế Bảo, Trang Phi La vẫn rất chịu chơi. Ngoài thời gian tập trung vào kinh doanh, chăm sóc con, cặp đôi thường xuyên dành cho nhau những khoảng riêng tư. Sau chuyến du lịch Thái Lan, Hàn Quốc, Maldives, mới đây họ quyết định đi hâm nóng tình yêu ở Nhật Bản. Loạt khoảnh khắc hạnh phúc chụp trong mùa tuyết rơi cuối năm ở núi Phú Sĩ được cả hai cập nhật liên tục trên Facebook cá nhân. Chứng kiến cuộc sống viên mãn của Trang, Bảo, nhiều người bày tỏ sự suýt xoa